Buôn xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Gầm cao 5 chỗ, một mẫu xe với kiểu dáng đẹp, rất nhiều anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin. Thì hôm nay em đã mang đến cho anh chị và các bạn ngay một chiếc xe chính chủ sử dụng từ đầu, chiếc Mazda CX-5 phiên bản full 2.5 một cầu, sản xuất năm 2018, ngoại thất trắng, nội thất ghế da màu đen, lăn bánh với quãng đường là hơn 6 vạn km. Hồ sơ cầm tay, anh chị và các bạn có thể mua về sang tên ngay trong ngày. Tính năng an toàn của chiếc xe này nó không thiếu gì cả. Nó chỉ kém bản 2.5 hai cầu một số điểm như là về dẫn động này, cũng như là một số cái tính năng tiện nghi bên trong, option bên trong của chiếc xe thôi anh chị nhé. Bên ngoài thì nó vẫn đầy đủ như là hệ thống cảm biến trước sau, cam đùi, rồi là hệ thống cảnh báo vượt trên gương, vẫn đã trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết thiết kế cô đô, mang cho anh chị và các bạn cái nhìn nó trẻ trung hơn. Ở bên trong nội thất của chiếc xe thì ta sẽ cùng đi tham quan về không gian khoang lái của chiếc xe anh chị ạ. Với những đường nét về hệ thống keo chỉ, đinh tán hay là những cái chi tiết phím bấm của chiếc xe, nó dẫn là thiết kế rất là gọn gàng nhé. Tay nắm cửa thì nó sẽ có cả mở cửa thông minh cũng như là mở cửa bằng chìa khóa. Đầu xe đây, với những cái chi tiết như là hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi, kết hợp với những phần giải đèn LED định vị. Dọc thân xe thì nổi bật với những cái phần như là mâm hợp kim, và dàn nốt của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn. Về tổng thể sơ qua về ngoại thất của chiếc xe thì không có nâng cấp độ đẽo gì về hệ thống bóng đèn cũng như là phần mặt ca lăng. Tất cả các chi tiết đều là nguyên bản theo nhà sản xuất hết anh chị nhé. Ở phần đuôi xe thì với những cái chi tiết như là hệ thống cụm đèn hậu và những cái chi tiết thiết kế của chiếc xe, nó rất là kiểu dáng bo tròn đặc trưng của dòng Mazda. Và những cái phần dàn nốp của chiếc xe thì em cũng vừa cho anh chị và các bạn có thể tham quan một vòng đấy ạ. Tất cả các nốp lap của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn. Sơn si dọc thân xe thì vẫn giữ được độ tỷ lệ sơn zin cao. Tuy vậy thì phần cản trước cản sau thì cũng có xước sát phải sơn lại rồi. Bên trong nội thất của chiếc xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống ghế da màu đen, và có trang bị cửa sổ trời này, nhớ ghế chỉnh điện hai bên, và bên ghế lái của chiếc xe thì nó sẽ có chức năng thêm, đó là hệ thống nhớ ghế. Ở hàng ghế thứ hai thì sẽ có một cái không gian ngồi thoải mái cho 3 người ngồi, có trang bị như cửa gió điều hòa trung tâm, cốp thì vẫn có sử dụng là cốp điện nhé. Do là một mẫu gầm cao 5 chỗ nên cái không gian thừa còn lại nó sẽ dùng để khoang chứa đồ, và nếu cần gia tăng thể tích mình cũng có thể gập hàng ghế thứ hai xuống để mình có thêm một cái mặt phẳng, mình chứa được nhiều đồ hơn. Các chi tiết về chất lượng hàng các hàng ghế thì em cũng quay đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn thông tin. Dán kính, thảm trải sàn đã nâng cấp đầy đủ hết rồi. Em đóng hết cánh cửa lại cho anh chị và các bạn cùng tham quan kỹ hơn lại một vòng. Các bác đợi em một chút. Em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan thêm một số cái tiện nghi bên trong của chiếc xe này. Em lấy cái chìa khóa em để lổ lên cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Vô lăng củ số này, tất cả các chi tiết cụm đồng hồ hiển thị thông tin. Vô lăng thì có set cruise, tăng chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin với các thông số về km này, rồi vòng tua hay là tốc độ. Hắt kính lái cũng được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn này. Các bác có thể nhìn qua đây, mình có những cái tính năng an toàn mang tính giúp cho người dùng có thể lái xe an toàn. Đấy, mình tập trung lái xe trên đường với cái tính năng hắt kính lái này rất là hay anh chị ạ. Chất lượng cánh cửa với hệ thống giải trí của chiếc xe sử dụng là hệ thống giải trí loa Bose, nên cái chất lượng âm thanh của chiếc xe nó rất là tốt. Với cái mức giá của chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản một cầu sản xuất 2018 một chủ từ đầu này, em hiện đang có cái mức giá chào anh chị và các bạn chỉ với dưới 650 triệu thôi là các bác có thể sở hữu rồi. Em vẫn có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe, thời gian vay, lãi suất cụ thể. Chi tiết thế nào thì các bác có thể trao đổi trực tiếp cùng em để em có thể hỗ trợ thông tin. Nếu anh chị và các bạn mà quan tâm các dòng xe khác tại cửa hàng thì mình có thể là liên hệ em. Cái mức giá từ khoảng 500 lên đến khoảng 1 tỷ, em đều có những cái sản phẩm để anh chị và các bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Mong được anh chị và các bạn quan tâm và ủng hộ em nhiều hơn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi em từ xưa đến nay.
Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.